Chào tất cả các quý vị, mình làm việc tại web aluluon.com, chuyên cung cấp về cửa cuốn chớp nhôm cũng như là chia sẻ những cái thông tin về nhà đất mà bên mình đầu tư cũng như là của khách hàng làm công trình gửi đấy, xây khách hàng xây nhà để bán hoặc là bên mình đầu tư thì mình có cập nhật tại web aluluon các cái sản phẩm bên mình. Đấy, ngoài cửa cuốn chớp nhôm ra thì bây giờ mình cũng chia sẻ những cái thông tin liên quan đến đất. Thì hôm nay mình có một cái bài báo rất là hay nói về đất nền nhiều khu vực vẫn còn cắt lỗ, chưa thực sự nóng như đồn thổi. Đấy, thực tế là mình thấy là như từ từ đầu năm đến đây thì là những cái khu vực mà như ở tại Hà Nội ấy, và thành phố Hồ Chí Minh thì những cái nơi mà có nhu cầu ở thật ấy, nhu cầu mua ở thật thì là về cơ bản nó tăng khoảng độ 10 đến 20%. Ở thật thì nó tăng 10 đến 20%. Đấy, thì từ đầu năm, từ năm ngoái, từ trước Tết đến bây giờ, từ tháng Tết bây giờ là tăng 10 đến 20%. Còn những cái khu vực khác thì là không có nhu cầu ở thật, thì đúng như bài báo này viết là đất nền có khu vực vẫn còn thua lỗ, chưa thực sự như đồn thổi. Thì là bài báo đã viết mình thấy là cũng đúng. Đấy, còn những cái đất mà chúng ta mua để khai thác hay là dùng được để ở được và người có nhu cầu mua ở thật thì nó vẫn cứ tăng. Cái nguyên lý từ trước đến nay là như vậy. Còn chúng ta ví dụ những cái nơi mà cách chúng ta đang làm việc, cái cách chúng ta đang ở khoảng trên 50 km, gần như là mang cái chất là không thể đến đấy. Khi mà đến đấy thì chúng ta cách xa quá thì chúng ta thấy tất cả các tiện ích phục vụ cho cái nhu cầu cuộc sống, ví dụ như chúng ta qua ăn uống hay là các cái dịch vụ khác thì nó đều không không có, nên là mọi cái thì nó tăng là sẽ rất là khó. Đấy, nó không phải là nhu cầu thật. Thì mời các quý vị xem qua cái bài báo là đất nền nhiều khu vực vẫn còn cắt lỗ, chưa thực sự nóng như đồn thổi đấy. Đất nền nhiều khu vực vẫn còn cắt lỗ, chưa thực sự nóng như đồn thổi. Đất nền liên tục xuất hiện một số nhà đầu tư đi gom đất. Ngay lập tức, có nhiều thông tin giá đất chỗ này, chỗ kia tăng khiến nhiều người có cảm giác đất nền vào cơn sốt. Thực tế, thị trường đất nền có nóng như lời đồn thổi. Anh Long, Hà Nội, một nhà đầu tư đất nền vẫn đang chật vật kiếm khách hàng để sang tay lại mấy lô đất tại thị xã Thuận Thành. Bắc Ninh, mua từ 2022, đỉnh sốt đất. Giá mà nhà đầu tư này mua vào thời điểm sốt 25 triệu đồng trên mét vuông, giờ giao bán với giá 15 triệu đồng trên mét vuông, giảm 40% với mức giá gốc. Anh Long kỳ vọng sẽ sớm bán được vì từ đầu năm đến nay lượng tìm kiếm và quan tâm đất nền gia tăng. Dù thị trường có nhiều thông tin tích cực, nhưng môi giới báo rằng thực tế không có nhiều khách hàng hỏi thăm. Thị trường đất nền dự án chưa có chuyển biến mạnh mẽ, giao dịch nhỏ giọt, giá vẫn giảm 30-40% so với đỉnh. Nhiều người khuyên tôi cố gắng cầm cự thêm khi thị trường đang ở chân sóng cuối của chu kỳ 10 năm bất động sản tăng giảm. Tuy nhiên, do gồng quá lâu, tâm lý đã chán nên tôi muốn bán, anh Long cho biết. Cũng đang bán đất nền ở Bắc Giang, tâm điểm sốt đất nền một thời, ông Thái, một nhà đầu tư ở Hà Nội chia sẻ. Phấn khởi khi thấy thông tin đất nền giã băng và có giao dịch lại, nhưng bản thân ông cho rằng điều đó chỉ diễn ra cục bộ một vài điểm chứ không phải của toàn thị trường. Thực sự có xuất hiện một số nhà đầu tư đi gom đất giúp thị trường bắt đầu được quan tâm trở lại. Tuy nhiên, số lượng này không nhiều nếu tính chung trong một thị trường bao gồm cả đầu tư và mua ở. Con số khiêm tốn không đủ để đại diện cho thanh khoản chung. Chưa nói đến xu hướng đi săn này chỉ diễn ra cục bộ tại một vài nơi có thông tin quy hoạch, không có tính bao quát, ông Thái chia sẻ. Còn chị Hồng, một môi giới ở Bắc Ninh cho hay, trong tháng vừa qua chị đã bắt đầu có vài khách hàng liên hệ trở lại. Đa số, họ thấy thông tin thị trường tích cực nên muốn tìm hiểu thực tế giao dịch, giá cả có biến động gì không. Trong vòng một tháng qua, chị Hồng kể chốt thành công 2 giao dịch, khách là dân địa phương mua để an cư. Đất nền mới chỉ là dục dịch có giao dịch so với thời đóng băng. Chứ bảo nóng hay giá tăng thì theo tôi còn phải chờ thêm, môi giới này chia sẻ. Ông Lê Quốc Long, giám đốc chiến lược Linh Đính kèm chia sẻ, tâm lý người tiêu dùng theo khảo sát khách quan của bất động sản thì có tích cực trở lại, nhưng tổng thể thì còn cách xa với giai đoạn hưng phấn vào quý 1 năm 2022. Do vậy, dùng từ sốt thì nghe có phần hơi thổi phồng.
Vị này chia sẻ thêm, đầu năm nay và nhất là sau Tết, số liệu vào riêng trang bất động sản vượt đỉnh 12 tháng. Mức độ quan tâm chắc chắn là tốt hơn rõ, nhưng vẫn quay về chuyện so với đỉnh chu kỳ trước thì chưa đâu. Trong báo cáo bất động sản vẫn dùng từ rất thận trọng, gọi giai đoạn này là đảo chiều, tức là chuyển từ trạng thái tiêu cực sang dần có tín hiệu tích cực. Ông Long cho hay, theo báo cáo thị trường bất động sản quý 1 năm 2024 của Linh Đính kèm công bố mới đây, thị trường đất nền đã có dấu hiệu tăng trở lại ở nhu cầu nhưng vẫn rất khiêm tốn nếu so sánh với các giai đoạn bình thường trước đó. Cụ thể, so với mức độ quan tâm tìm kiếm đất nền quý 1 năm 2022, lượt tìm mua đất nền quý 1 năm 2024 vẫn giảm 52 điểm phần trăm. Ngay cả khi so sánh với quý 2 năm 2023 vừa qua, tỷ lệ phục hồi của đất nền chỉ vào khoảng 1%. Hầu hết các địa phương phía Nam từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước đều có nhu cầu mua giảm sâu 50-55% so với cao điểm quý 1 năm 2022. So với quý 4 năm 2023, nhu cầu mua đất nền hầu như chỉ đi ngang, thậm chí giảm ở một số thị trường từng sốt đất như Bình Phước, Lâm Đồng, Tây Ninh. Giá đất nền dù đã ngừng đà giảm sâu nhưng hầu như vẫn duy trì xu hướng đi ngang trong quý đầu năm nay. Dù vậy, theo các chuyên gia, mức giá bán hiện tại của đất nền đang thấp hơn khá nhiều so với cao điểm 2022. Cụ thể, giá đất nền Đồng Nai vẫn thấp hơn 12%, đất nền Long An, Lâm Đồng, Bà Rịa, Vũng Tàu thấp hơn mức cao điểm 2022 đến gần 20%. Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Linh Đính kèm khu vực miền Nam, giá đất nền một số khu vực đã có điều chỉnh. Dù vậy, thời gian hiện nay thị trường gặp phải rất nhiều những vấn đề liên quan đến nguồn vốn, lãi vay. Nên chỉ những thị trường liên quan đến biến động hạ tầng có ghi nhận hồi phục nhanh hơn, các khu vực khác nhất là đất nền ở tỉnh vẫn còn chưa hết khó. Video này mình kết thúc ở đây, nếu mà các vị có câu hỏi gì liên quan đến các sản phẩm cực cuốn và Thiên Nhung bên mình hoặc là liên quan đến nhà đất thì có thể để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.